Xong tới ra mình cũng trải qua tiếng đau, buồn vui có nhau những câu chuyện trò đến thâu. Ở bên cạnh anh không biết gì em phải sâu dài. Yeah, yeah. Em, tôi hồn nhiên đáng yêu, trong cung trời mộng mơ, bao người đang ngóng chờ. Nhưng sao lại để ý anh, nụ cười nhìn hiền ghê, anh ở đâu đến đây? Có bao đơn si tư mộng mơ về ai, lòng cứ trông mong một ngày cầm tay. Em cục cưng của ai, em cục cưng hồn nhiên dễ thương thế mà người lại làm ngơ, làm em rất buồn. Em cục cưng của anh đừng có chạy nha, lại đây bắt em về nuôi từ nay, em hứa sẽ ngoan. Em đây mày là cục của anh chứ ai, cục cưng của anh chứ ai, ông ta bảo là em của anh chứ ai, của anh chứ ai, cũng cưng của anh chứ ai. Sao em cứ hỏi hỏi em không phải của anh chứ ai. Cánh phượng hồng đỏ hoe rơi trên trang giấy trắng. Ôi ánh mắt em hồn như em thứ ta đi trong ánh nắng. Bao ánh mắt em nhìn thấy em như anh cười anh chắc thắng. Nên kể từ nay anh không còn như đang trường một mình lang thang trên phố vắng. Em cục cưng của ai, em cục cưng hồn nhiên dễ thương thế mà người lại làm ngơ, làm em rất buồn. Em cục cưng của anh đừng có chạy nha, lại đây bắt em về nuôi từ nay, em hứa sẽ ngoan. Em đây mà là cục cưng của anh. Cục cưng